Theo đó là không có cái mùi hôi dưới cánh tay à? Tức là ngoài Bắc mình gọi là gì ta? Tiếng phổ thông gọi là hôi nách đấy ạ. Thôi chúc tự bên kia kiểm tra đi. Anh Người Linh kiểm tra giúp em đi cho cái độ tin chính xác nó cao hơn ạ. Trời ơi. Rồi ngồi đi em. Mời bạn gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi ha. Mình giới thiệu lớn lên mặc dù là nó cách cái rào. Mời bạn trai. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Văn Bốn. Em đến từ Ninh Bình. Năm nay em 33 tuổi. Ủa Bốn làm việc ở đâu? Hiện tại em đang công tác tại tập đoàn Cimex. Em đang làm cho chi nhánh ở Ninh Bình và Hà Nội. Ở Ninh Bình luôn? Dạ, chủ yếu là Ninh Bình ạ. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chào anh Huyền Linh, chào anh ở bên và chào quý vị khán giả trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thu, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là giáo viên tiếng Nhật ở Nhật ngữ UPCC Bình Dương ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Ồ, thế thì sao? Em nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của bạn kia? Dạ thì em thích con trai miền Bắc ạ. Thành ra là các bạn yêu cầu thích con trai miền Bắc, chúng tôi đã có con trai miền Bắc. Ví dụ như nếu mà các bạn đến với nhau thì bạn có ra Bắc với anh ấy không? Dạ thì theo lái gái theo chồng, mà anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em trai, điểm mạnh điểm yếu là như thế nào? Cũng giống như cái tên của em thôi ạ. Có bốn tính cách của em là trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành ạ. Dạ. Bốn tính cách. Rồi còn có điểm yếu gì không Bốn? Cũng nhiều lắm ạ. Cũng như là bốn điểm yếu luôn hả? Nhiều hơn ạ. Tắm lâu chẳng hạn. Khoảng bao lâu? Chắc tầng tiếng trở lên á. Trời ơi, chắc hao nước lắm à. Và ở miền Bắc mà mùa lạnh mà em tắm lâu kiểu đó là gặp nó ông bà luôn sớm á. Luôn á. Ừ. Có đèn sưởi rồi ạ. Ăn chậm nữa. Lâu ăn bao lâu? Nếu mà có đông người thì ăn cũng lâu lâu, mà có một mình thì càng lâu ạ. Có một mình chắc phải tiếng ạ. Trời ơi. Một ngày tắm 2 lần là 2 tiếng, ăn 3 lần là 3 tiếng, là 5 tiếng. Thời gian đâu mà làm việc? Em nghe cái em có bị hết hồn không? Thì em cũng tắm lâu nhưng mà lâu khoảng nửa tiếng thôi. Anh là gấp đôi, là em thấy là chắc mọi thứ anh gấp đôi hơn em hả? Chắc rồi. Về nhà hai đứa mà nữa có cưới nhau về chắc xây hai cái phòng tắm quá. Thiệt á, rồi em mạnh ăn ai lâu nói không? Tắm. Dạ thì cũng không đến mức như anh đâu ạ. Dạ. Rồi giờ sao? Rồi em điểm mạnh của em là gì? Điểm yếu là gì? Dạ em thì em dễ gần, dễ phát triển ạ. Sống tình cảm nội tâm. Công việc nội trợ hay là việc ngoài xã hội giảng dạy thì em khi mà em làm cái gì thì em điềm đạm rất là tốt. Rồi biết nấu ăn món Bắc không? Dạ không. Thích bạn trai Bắc mà lại không biết nấu ăn món Bắc. Nhưng mà anh có thể dạy em không ạ? Được ạ, anh cũng biết một chút về nấu ăn. Nhưng mà anh cũng thích ăn kiểu miền Nam. Bởi vì anh cũng đã có thời gian làm việc ở trong này 4 đến 5 năm. Vậy thì thoải mái rồi. Em hãy nói cho đàn gái biết là em có mấy mối tình rồi. Cơ bản thì em có trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là trải qua hơn 1 năm. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 1 năm. Mà bạn gái đầu tiên thì em cảm thấy bạn ấy muốn em yêu nhiều hơn. Khi mà em chỉ cần hơi chậm lại một chút thì bạn ấy buông tay rồi. Người thứ hai thì bạn ấy quyết định đi sang bên kia với bố, bên Hàn Quốc với bố, thế nên là chia tay. Rồi còn em? Thì cái lý do mà em tham gia chương trình cũng như là cái điểm của em là không biết vì sao mình ế. Em mà ế hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em có 2 mối tình. Em quen một anh được 5 năm và 2 năm. Mà sao lại chia tay? Dạ là thời gian quen lâu thì đa số ngành là chỉ có như là một cái thói quen chứ không có còn quan tâm nồng nhiệt như thở ban đầu. Người thứ nhì là do không có hợp tuổi, gia đình phản đối quá. Cái điều mà em không thích nhất là cái điều gì ở người đàn ông? Gia quyền ạ. Gia trưởng đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà con trai miền Bắc thường là gia trưởng đó. Anh ơi, anh thì sao anh? Anh không gia trưởng đâu. Anh có một chút quyết đoán chứ anh không gia trưởng. Dạ. Nói chung anh thế nào cũng được, nhưng mà những việc lớn trong gia đình chẳng hạn thì anh cũng sẽ có bàn bạc qua với ý kiến của mọi người. Rồi còn điều gì nữa? Rồi ngồi đi em. Mời bạn gái.
Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi ha. Mình giới thiệu lớn lên, mặc dù là nó cách cái rào. Mời bạn trai. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đinh Văn Bốn, em đến từ Ninh Bình. Năm nay em 33 tuổi. Ủa, Bốn làm việc ở đâu? Hiện tại em đang công tác tại tập đoàn Simex. Em đang làm cho chi nhánh ở Ninh Bình và Hà Nội. Ở Ninh Bình luôn? Dạ, chủ yếu là Ninh Bình ạ. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân ạ. Chào anh Huyền Linh, chào anh ở bên và chào quý vị khán giả trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Thu, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là giáo viên tiếng Nhật ở Nhật ngữ UPCC Bình Dương ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Ồ, thế thì sao? Em nghĩ như thế nào về cái hoàn cảnh của bạn kia? Dạ thì em thích con trai miền Bắc ạ. Thành ra là các bạn yêu cầu thích con trai miền Bắc, chúng tôi đã có con trai miền Bắc. Ví dụ như nếu mà các bạn đến với nhau thì bạn có ra Bắc với anh ấy không? Dạ thì theo lái gái theo chồng, mà anh đi đâu em đi đó. Rồi yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em trai, điểm mạnh điểm yếu là như thế nào? Cũng giống như cái tên của em thôi ạ. Có bốn tính cách của em là trung thực, thẳng thắn và nhiệt tình và chân thành ạ. Dạ. Bốn tính cách. Rồi còn có điểm yếu gì không Bốn? Cũng nhiều lắm ạ. Cũng bốn điểm yếu luôn hả? Nhiều hơn ạ. Tắm lâu chẳng hạn. Khoảng bao lâu? Chắc tầng tiếng trở lên á. Trời ơi, chắc hao nước lắm à. Và... ở miền Bắc mà mùa lạnh mà em tắm lâu kiểu đó là gặp nó ông bà luôn sớm á. Luôn á. Ừ. Có đèn sưởi rồi ạ. Ăn chậm nữa. Lâu ăn bao lâu? Nếu mà có đông người thì ăn cũng lâu lâu, mà có một mình thì càng lâu ạ. Có một mình chắc phải tiếng ạ. Trời ơi, một ngày tắm 2 lần là 2 tiếng, ăn 3 lần là 3 tiếng, là 5 tiếng. Thời gian đâu mà làm việc? Em nghe cái em có bị hết hồn không? Thì em cũng tắm lâu nhưng mà lâu khoảng nửa tiếng thôi. Anh là gấp đôi, là em thấy là chắc mọi thứ anh gấp đôi hơn em hơn. Chắc rồi. Về nhà hai đứa mà nữa có cưới nhau về chắc xây hai cái phòng tắm quá. Thiệt á, rồi em mạnh ăn lâu nói tắm. Dạ thì cũng không đến mức như anh đâu ạ. Dạ. Rồi giờ sao? Rồi em điểm mạnh của em là gì? Điểm yếu là gì? Dạ em thì em dễ gần, dễ phát triển ạ. Sống tình cảm nội tâm. Công việc nội trợ hay là việc ngoài xã hội giảng dạy thì em khi mà em làm cái gì thì em dừng đảm nhận rất là tốt. Rồi biết nấu ăn món Bắc không? Dạ không. Thích bạn trai Bắc mà lại không biết nấu ăn món Bắc. Nhưng mà anh có thể dạy em không ạ? Được ạ, anh cũng biết một chút về nấu ăn. Nhưng mà anh cũng thích ăn kiểu miền Nam. Bởi vì anh cũng đã có thời gian làm việc ở trong này 4 đến 5 năm. Ồ, vậy thì thoải mái rồi. Em hay nói cho đàn gái biết là em có mấy mối tình rồi? Cơ bản thì em có trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là trải qua hơn 1 năm. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 1 năm. Mà bạn gái đầu tiên thì em cảm thấy bạn ấy muốn em yêu nhiều hơn. Khi mà em chỉ cần hơi chậm lại một chút thì bạn ấy buông tay rồi. Người thứ hai thì bạn ấy quyết định đi sang bên kia với bố, bên Hàn Quốc với bố, cho nên là chia tay. Rồi còn em? Thì cái lý do mà em tham gia chương trình cũng như là cái điểm của em là không biết vì sao mình ế. Em mà ế hả? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em có 2 mối tình. Em quen một anh được 5 năm và 2 năm. Mà sao lại chia tay? Dạ là thời gian quen lâu thì đa số ngành là chỉ có như là một cái thói quen chứ không có còn quan tâm nồng nhiệt như thở ban đầu. Người thứ nhì là do không có hợp tuổi, gia đình phản đối quá. Cái điều mà em không thích nhất là cái điều gì ở người đàn ông? Gia quyền ạ. Gia trưởng đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà con trai miền Bắc thường là gia trưởng đó. Anh ơi, anh thì sao anh? Anh không gia trưởng đâu. Anh có một chút quyết đoán chứ anh không gia trưởng. Dạ. Nói chung anh thế nào cũng được, nhưng mà những việc lớn trong gia đình chẳng hạn thì anh cũng sẽ có bàn bạc qua với ý kiến của mọi người. Rồi còn điều gì nữa? Tiếp theo đó là không có cái mùi hôi dưới cánh tay ạ. Tức là ngoài Bắc mình gọi là gì ta? Tiếng phổ thông gọi là hôi nách đấy ạ. Thôi chúc tự bên kia kiểm tra đi. Anh Người Linh kiểm tra giúp em đi cho cái độ tin chính xác nó cao hơn ạ. Trời ơi, nhiều khi em mùi quá em không có ngửi ra được. Anh chưa thấy có gì gọi là lạ hết chứ, yên tâm em. Ủa, em có mong muốn bạn của mình phải đẹp trai, phải cao to? Nói chung về ngoại hình là phải đẹp à. Thì cao trên 1m65 là được. Cao trên cao mét như vậy cưng? Dạ, em cao 1m65 ạ. Chuẩn luôn. Dạ, chuẩn luôn ạ. Thức đi bộ đội đấy ạ. Em muốn một người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn gái là thấu hiểu mình,
cảm thông, cả hai người đều hiểu được cái cách mà mình đã lớn lên ở cái giai đoạn nhỏ như thế nào ấy. Qua coi đàn gái hơi sao bị ngon lành đó. Dạ em chào anh. Ô chào em gái xinh xắn. Nếu bây giờ hai bên mà hợp với nhau, hiểu với nhau thì khoảng bao lâu em chấp nhận cho đàn trai bước tới? Dạ em hỏi anh ấy một câu có được mà. Hỏi đi em. Anh ơi. Anh nghe rồi. Trong năm nay anh đã sẵn sàng đến với hôn nhân không ạ? À, anh sẵn sàng rồi. Dạ em cũng sẵn sàng ạ. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng với anh họ và anh rể ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Qua chương trình thì nãy giờ em cũng thấy hai bạn trên nói chuyện với nhau. Thì qua đây thì anh cũng nói sơ về em của anh trước cho bạn gái cười được biết. Thì bốn rất là chịu khó và có sự nhiệt tình. Và nhất là trong vấn đề tình cảm thì rất là trung thực, chân tình. Vốn là con út trong gia đình, trong nhà. Như vừa rồi em mới nói là nếu mà em sẽ theo chồng về làm dâu thì anh tiện đây anh cũng nói luôn một điều để cho em yên tâm hơn. Người Bắc rất là quý nàng dâu, nhất là người miền Nam chắc chắn là được, luôn luôn được cưng chiều. Bốn ơi, thì anh thấy cô gái bên này thì rất là dễ thương. Hai nữa thì qua giới thiệu thì người Bình Dương là cũng một cái địa bàn ngày xưa em công tác làm việc trong này, em cũng rất va chạm rất nhiều Bình Dương. Còn nếu mà em có nhà ý thì mình về Bình Dương theo bà xã về Bình Dương ở cũng được, cái đó rất là tốt. Dạ, rồi em cảm ơn chương trình ạ. Hay quá. Rồi, cảm ơn. Rồi em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại hai chị họ. Anh ruột hả? Dạ anh ruột ạ. Con xin chào chú Hoài Linh, cô Hồng Vân. Theo con nhận xét là thấy anh bên đây cũng được, thật thà, nói chuyện rồi cũng dễ nghe. Thôi em gái mở lòng cho anh ta đi. Trời ơi. Thôi mở lòng. Có bông hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cái này anh mua để khi nào em đi máy bay ra thăm anh chẳng hạn thì em sẽ đỡ mỏi cổ hơn. Dạ em có rồi anh. Con tặng quà cho. Thì hôm nay em tặng anh, mong là anh cảm ơn. Để bình an luôn ạ. Cảm ơn em. Ở trong đó có số điện thoại của em, anh nhớ gọi cho em nhé. Cảm ơn em. Em có gì muốn hỏi anh không? Tối qua anh ngủ có ngon không ạ? Cũng ngủ rất muộn nhưng mà cũng hơi hồi hộp, không được ngon lắm. Dạ em thức hình như gần hết cả đêm á anh. Anh hồi hộp quá, em hỏi anh. Dạ cảm nhận thì... cô gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Dạ thì em muốn hỏi anh là như vấn đề về mà hai miền Nam Bắc á thì sẽ có khác về nhiều mặt, phong tục, về tập quán, về sinh hoạt. Thì nếu mà em về quê mình sống á, thì theo anh nghĩ là có những cái mặt khó khăn gì đối với em không ạ? Anh nghĩ là không có khó khăn gì nhiều. Thứ nhất là gia đình anh ở trong miền Nam này, anh em cũng rất là nhiều. Yeah. Anh thì cũng đã từng sống ở trong này. Về yeah. món ăn thì các thứ thì anh cũng hiểu. Yeah. Cái thứ hai nữa là chị của anh thì cũng có về ngoài đấy công tác rồi. Anh sẽ nhờ chị giúp đỡ em. Và anh cũng sẽ giúp đỡ em trong vấn đề về giao tiếp hoặc nấu ăn để làm sao em có thể hiểu hơn về người Bắc. Người Bắc thì trước đây mọi người nghĩ là hơi ra trường hoặc là hơi khó. Nhưng mà anh nghĩ bây giờ thì không như vậy nữa rồi. Mọi người cũng rất là hòa đồng với nhau rồi. Em cảm nhận về anh này như thế nào? Dạ thì em thích con trai miền Bắc là tại vì cái giọng nói. Cảm giác là lôi cuốn, trở ràng, trầm ấm. Rồi... bàn tay anh có đẹp không ạ? Đưa liền, lấy liền. Tới gần luôn. Đưa cho người ta coi bàn tay của mình nè. Em thử coi bàn tay. Dạ. Có đẹp không? Dạ, dạ được ạ. Cô trước thì bàn chân. Cô này thì bàn tay. Thì nếu như mà bắt đầu thì khoảng một tuần hoặc là một tháng thì anh có thể đến Bình Dương thăm em được bao mấy lần ạ? Nếu mà anh có thể sắp xếp tranh thủ được thì có thể một tháng sẽ vào thăm em một lần. Chị anh làm bên ngành du lịch thì anh có thể nhờ chị hỗ trợ về cái phương tiện đi lại ấy, thì để em cũng có thể ra ngoài đấy thăm anh được. Nghĩa là em ra thăm anh là em sẽ được đi máy bay thường xuyên đúng không anh? Dạ được. Nói nghe nè, em có phải là người kỹ tính không? Dạ rất luôn ạ. Những cái cụ thể về cái vấn đề em kỹ tính như thế nào thì đang cho bạn hiểu được mình hơn.
có cái tính hay quan sát hay xét mét. Nếu mà sau khi mà cảm nhận xong cái bắt đầu suy nghĩ. Vài ví dụ như là lúc cũng có tìm hiểu vài trường hợp. Tại vì biết em thích sự dịu dàng ngọt ngào, lúc nào cũng dịu dàng với em hết. Thì mà nói chuyện với người khác thì lại lớn tiếng lên. Các em nghĩ là trời, cái người này là nóng tính à, không có ngọt ngào gì hết trơn à. Bỏ bớt cái đó đi, anh nghĩ rằng cái sự đa nghi soi xét đó nó sâu quá, nó khổ mình đó. Giao lưu văn nghệ cái đi. Em có thể hát bài Biển Tình. Sao lạnh ngắt vậy? Rung á cưng. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vườn ngàn hải ly cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Hay quá. Trời, rất là ngọt ngào luôn. Tại anh ngắt mà rung nữa. Rung nữa. Đúng, nhưng mà cái đôi mắt người ta vẫn xoáy vào mắt của em. Vậy là chị thấy bản lĩnh lắm á. Trước khi bấm nút thì em gái có đọc một câu thơ nào, như trong hồ sơ em đăng ký sẽ đọc một bài thơ nào tặng chàng trai không? Dạ có ạ. Đọc đi em. Tìm một người tôi muốn được ở bên, muốn lắng nghe từng nụ cười hơi thở, dẫu thời gian hai mái đầu bạc tết, vẫn yêu nhau đến hơi thở cuối cùng. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Vừa tròn đủ luôn. Bây giờ có thể nắm tay nhau được rồi. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Đã. Mùa hôn đầu tiên.